Vào sáng ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuyoshi. Đánh giá cao những thành tựu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản đã đạt được trong thời gian vừa qua, tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng và đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Nhật Bản trong thời gian tới. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, duy trì trao đổi đoàn các cấp, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, qua đó góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và làm phong phú hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Chiều tối nay tại nhà khách Hoàng gia Minh Trị tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản dưới sự chứng kiến của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng các bộ trưởng nội các Nhật Bản và hơn 50 nghị sĩ quốc hội, lãnh đạo các đảng phái chính trị và đông đảo bà con kiều bào. Đây cũng là lần đầu tiên nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản tham dự lễ kỷ niệm, cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Nhật Bản đối với mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 45 năm trước, vào ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã đi một chặng đường dài, cùng nhau xây đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi. Ngày nay, hai nước không chỉ là đối tác chiến lược sâu rộng, mà đã thực sự là những người bạn chân thành, chia sẻ, ngọt bùi và thấu hiểu. Lễ kỷ niệm không chỉ đánh dấu chặng đường 45 năm qua của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, củng cố niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước.